We here at Nusan Heavy Industry Việt Nam talking with Mr. Neil, General Manager. Hôm nay chúng tôi có cuộc nói chuyện với ông Neil, giám đốc phòng truyền thông để tìm hiểu về cuộc khảo sát sự thỏa mãn của người lao động mà sắp tới sẽ tiến hành trong toàn công ty. Chào ông, xin ông cho biết vì sao chúng ta phải tiến hành cuộc khảo sát này và tầm quan trọng của khảo sát này là như thế nào? Lý do mà chúng ta làm cuộc khảo sát này là vì chúng ta muốn biết rõ thực sự người lao động đang nghĩ gì. Chúng ta là những người gắn liền với những vấn đề phát sinh, ảnh hưởng đến họ. Vậy nên đó là nguồn thông tin thật sự hữu ích với chúng ta. Chúng ta cần những phản hồi của họ để từ đó có thể thực hiện vision cho Dusan Vina và là công cụ hữu ích cho Dusan Way. Trước khi đến với phần thứ hai của câu hỏi mà tôi vừa đặt ra, ông có thể cho biết về Dusan Way không ạ? Dusan Way là một chương trình mới được áp dụng vào quá trình hoạt động của tập đoàn Dusan trên toàn thế giới. Và chương trình workshop sẽ nhanh chóng được tổ chức để mọi người có thể hiểu rõ về Dusan Way. Nhưng cơ bản, ý nghĩa của Dusan Way là sự công bằng và sự kính trọng. Đương nhiên, ý nghĩa nó không hẳn là như vậy. Nhưng theo tôi nghĩ, một khi chúng ta tiến hành những nguyên tắc đó, thì chúng ta sẽ có thể hiểu biết rõ hơn về chương trình Dusan Way còn hơn việc ngồi đây và phân tích những ý nghĩa sâu xa đó. Và ông có thể cho chúng tôi biết vì sao cuộc điều tra này quan trọng không ạ? Có nhiều lý do đưa ra để giải thích cho tầm quan trọng của cuộc khảo sát này. Lý do thứ nhất, như tôi nói ở trên, chúng ta cần biết được những phản hồi từ người lao động. Họ là những người biết rõ họ cần gì nhất. Những gì chúng ta đang làm liệu có đúng và cần cải tiến những gì. Bản khảo sát sẽ như là một bản đồ để chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn để chúng ta lập ra những kế hoạch cho tương lai. Vì vậy, việc trả lời bản khảo sát một cách chu đáo và chính xác là một điều thật sự rất quan trọng. Một điều mà tôi không thể không chú ý, đó là tên của người làm khảo sát là phần không bắt buộc phải điền. Vì sao là như thế? Đây là một câu rất hay. Lý do mà chúng ta để phần tên người làm khảo sát ở phần không bắt buộc, đó là vì chúng ta muốn có câu trả lời chân thật nhất. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta bắt buộc họ điền tên thì họ sẽ nghĩ rằng chúng ta muốn nghe thay vì thật sự chúng ta muốn nghĩ về những vấn đề của họ. Mặt khác, chúng ta mong họ thật sự đưa ra những câu trả lời về những suy nghĩ lâu dài và tuyệt nhiên không trả lời mà chỉ dựa trên những gì xảy ra ngày hôm đó. Ý của ông là gì thưa ông? Ông có thể giải thích rõ hơn không ạ? Hãy nhìn về điểm này, khi bạn làm bản khảo sát, có thể bạn đang trải qua một ngày tồi tệ hoặc có thể là một ngày đẹp trời. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc trong cả một quá trình lịch sử của công ty và chúng ta cần một câu trả lời mà bao quát cả một bức tranh toàn cảnh, chứ không chỉ là một ngày hay là một sự kiện. Vì sao người lao động nên quan tâm tới điều này? Người lao động nên quan tâm bởi vì tất cả họ, thông qua cuộc khảo sát này, sẽ có cơ hội tạo ra sự khác biệt không chỉ trong những hướng dẫn chỉ đạo mà công ty sẽ áp dụng, mà còn cả ở những gì mà Dusan sẽ làm cho họ và gia đình họ trong 5 năm, 10 năm hay 20 năm tới. Chúng ta vẫn thường nhắc về gia đình Dusan, và đó thực sự là ở cách chúng ta tiếp cận với sự điều hành của công ty như thế nào. Tương tự với những điều trên, là nếu như bạn xem xét việc chúng ta đã đạt được gì sau 3 năm thành lập, thì bạn sẽ thấy ngạc nhiên với những thành quả mà chúng ta đã đạt được. Và tôi chắc rằng, sau này, khi chúng ta nhìn lại những năm chúng ta đã đi qua, thì chúng ta sẽ càng ngạc nhiên với thành quả của chúng ta đã đạt được nhiều hơn nữa. Cuộc khảo sát như một công cụ, và như các công cụ khác, nếu nó được dùng đúng cách thì kết quả đạt được sẽ rất tuyệt vời. Về mặt khác, nếu như một công cụ không được sử dụng đúng cách, thì kết quả đạt được còn tệ hơn những gì nó có thể đạt. Chúng ta tiến hành cuộc khảo sát vì chúng ta quan tâm và chúng ta muốn làm cho Dusan Vina trong gia đình Dusan còn mạnh hơn nữa, để chúng ta có thể tiếp tục ngạc nhiên. Trước khi bạn làm cuộc khảo sát, tôi khuyến khích bạn nên dừng lại, cẩn thận nhìn trước, nhìn sau, suy nghĩ như gia đình và sau đó trả lời những câu hỏi. Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay.